tuyết đang phủ trắng mặt sân Thường Châu. Một điều kiện hết sức bất lợi cho chúng ta. Số 19 Nguyễn Quang Hải và cầu thủ chưa cao nhất theo cách bố trí của ông Park Hang-seo trận đấu ngày hôm nay vẫn là Nguyễn Công Phượng mang áo số 10. Chúng ta không thay đổi đội hình so với trận bán kết mà U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Qatar sau loạt sút luân lưu. Ngay trước khi trận đấu này diễn ra thì ban tổ chức đã quyết định thay đổi trọng tài bắt chính ở trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài người Trung Quốc ông Man Hình đã được thay bằng trọng tài người Oman Ahmed Abubakar. Quốc hay Công Phượng từng đá ở Nhật Bản có lẽ cũng đã từng trải nghiệm, nhưng để trực tiếp thi đấu thì có lẽ là chưa. Công Phượng vẫn đang là cầu thủ của chúng ta. Rất hay Phạm Văn Đức. Công Phượng rất kịp thời, đó là pha phá bóng kịp thời của Tiến Dũng. Như vậy là Uzbekistan đã có bàn thắng. Trong một điều kiện thời tiết như thế này thì những tình huống cố định tỏ ra rất lợi hại. Một cách ghi bàn không thường thấy của Uzbekistan ở giải đấu năm nay. Và theo tôi nhớ thì đây mới là bàn thắng đầu tiên bằng đầu từ khi ban đầu của đội bóng này. Văn Thanh. Chiếc thẻ vàng là điều đương nhiên. Khả năng ghi bàn của cầu thủ Uzbekistan là hết sức đa dạng. Đã có 8 cầu thủ của đội bóng này lập công tại giải đấu năm nay đánh đầu. Và trong những phút đầu tiên vừa qua. Pha ngăn cản rất hay của Văn Thành. Nếu có khoảng trống chúng ta cũng có thể tính tới những quả sút xa như trường hợp này. Đường chuyền của Xuân Trương. Pha dứt điểm đầu tiên và đó là pha dứt điểm của Quang Hải. Một pha chuyền bóng tốt của Xuân Trường, rất tốt và buộc phải chuyền bóng lên dẫn tới độ chính xác. Không được như mong muốn. Pha phá bóng rất dũng cảm của Bùi Tiến Dũng. Pha phá bóng của Tiến Dũng quá khắc nghiệt với điều kiện thời tiết như này. Hoan hô Tiến Dũng, hoan hô Tiến Dũng. Một pha bắt không dính bóng, nhưng trong điều kiện thời tiết như hiện tại thì đó vẫn là một pha cản phá tốt. Đó là Xuân Trương. Cơ hội phản công, đường chuyền dài cho Công Phượng rất hợp lý. Xuân Mạnh tiếp tục là Xuân Mạnh, vẫn là Xuân Mạnh, phạm lỗi rồi. Như vậy trọng tài thổi phạt phạm Xuân Mạnh. Uzbekistan phản công, Xuân Mạnh rất tốt, đó là Đình Trọng. Quá hay, những pha xử lý cực kỳ tốt của Đình Trọng trong một điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt và khiến cho những bậc thầy kỹ thuật của Uzbekistan cũng không giữ được sự bình tĩnh. Có lẽ sẽ có thể phạt dành cho số 8 Yassiboev. Công Phương bỏ bóng rất hay. Vẫn tiếp tục là Công Phương. Đường chuyền của Xuân Trường. Tiến Dung. Không có penalty. Cầu thủ Uzbekistan có khả năng sút xa rất tốt và chúng ta phải hạn chế không gian dành cho các tiền vệ của đội bóng. Hợp lý. Xuân Mạnh. Dứt điểm. Vẫn còn. Có bàn thắng tại giải đấu lần này từ những tình huống cố định. Áp sát cần thiết. Dứt điểm từ xa. Không ít những bàn thắng đã được Uzbekistan.
rất hay. Xuân Trường đọc tình huống cực nhanh. Đó là Quang Hải, có thể sút xa. Không đủ lực khi mà bóng quá trơn. Quang Hải và phối hợp với Công Phượng. Quả đá phạt. Quả đá phạt trực tiếp cho U23 Việt Nam. Và hy vọng là đây. Ông Quang Hải sao hiểu rằng đây là một quả đá phạt rất giá trị. Được quả đá phạt trực tiếp vô cùng quý giá này. Và để chắt chiu nó thì Văn Thành còn hỗ trợ các đồng đội dọn tuyết để đảm bảo. Quang Hải đá. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Một đều trong trận. Chúng ta đã được đền đáp. Phải nói là như vậy. Những nỗ lực từ đầu trận và một cơ hội mà chúng ta đã biết cách chắt chiu, đã biết cách để nâng niu nó. Anh Dũng có thấy không, khi chúng ta được hưởng quả đá phạt, ông Park Hang-seo đã ra ký hiệu và tôi hiểu rằng đó là một sự chỉ định người sút phạt. Và đó là những cái ký hiệu mà ông và các học trò đã liên lạc với nhau rất nhiều lần. Và hãy cùng thưởng thức khoảnh khắc Quang Hải với một siêu phẩm dưới trời mưa tuyết ở Thường Châu. Vẫn là Công Phượng. Phan Văn Đức. Bóng như thế này không khó khăn. À, tuyệt vời. Hiệp 1 của trận chung kết đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Và đó là hiệp đấu rất thành công của U23 Việt Nam. Hiệp 2 đã bắt đầu và U23 Việt Nam của chúng ta bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Và chúng ta phải hạn chế những khoảng trống dành cho các cầu thủ Uzbekistan. Thách thức là rất rõ trong điều kiện thời tiết như hiện tại. Không vào. Rất khó để các thủ môn có thể bắt dính bóng trong điều kiện thời tiết như thế này. Duy Mạnh. Rất nguy hiểm. Không vào. Bùi Tiến Dũng sau đó đã sửa sai cho một pha xử lý của Duy Mạnh. Nhưng trọng tài cũng đã thổi phạt tiền đạo của Uzbekistan. Dưới điều kiện mặt sân này, Duy Mạnh cần phải xử lý đơn giản hơn, quyết đoán hơn là pha bóng vừa rồi. Và cũng có thể chớp thời cơ nếu như đối phương mắc sai lầm. Xuân Mạnh. Tiến Dũng. Một tình huống mà tưởng như chúng ta đã phải nhận bàn thua rồi, nhưng pha đổ người của Tiến Dũng là xuất sắc. Một cú đổ người không khác gì một pha cản phá penalty của Bùi Tiến Dũng. Ngay đầu tốt. Dứt điểm tuyệt vời. Không chính xác. Ông Phan Sò rất nguy hiểm. Áp sát. Rất kịp thời. Một tình huống lăn xả của chúng ta. Cú đá xa. Những pha phối hợp ở trung lộ của các thủ môn Uzbekistan. Tiến Dũng chọn giải pháp an toàn. Hoàn toàn hợp lý. Một quả tạt bóng bất ngờ hướng thẳng vào khung thành. Nguy hiểm quá, áp sát đi, may quá không vào. Rất may. Một khoảnh khắc thoát tim. Sidikov. Và có một pha tuyệt vời, pha xử lý tuyệt vời của Bùi Tiến Dũng. Cú sút không chính xác. Nguy hiểm. Chưa đủ khó để đánh bại được Bùi Tiến Dũng. Đó là cú đánh đầu của cầu thủ có thể hình không. Quang Hải. Quang Hải. Quang Hải. Hà Đức Chinh. Tìm cơ hội sút xa. Không vào. Anh Dũng có thấy không, ngay cả quay phim của trận đấu cũng khó để quan sát được hết đường bóng vì thời tiết với mưa tuyết dày và không kịp theo. Quang Hải rất khéo. Quả đá phạt cho chúng ta. Quả đá phạt cho chúng ta. Chúng ta chờ đợi quả đá phạt này. Vị trí này có thể sẽ là một cú sút của một cầu thủ thuận chân phải.
Đó là một tình huống phối hợp có ý đồ rồi, nhưng cú treo bóng vẫn là hơi sâu so với đà băng xuống của Xuân Mạnh. Tiến Dũng, Đức Chinh. Phan Văn Đức. Có 4 cầu thủ của chúng ta bên phần sân của Uzbekistan quyết định dứt điểm. Hơi vội vàng, rất vội vàng. Pha đánh đầu rất hay của Đình Trọng. Không có gì. Pha phá bóng an toàn của Bùi Tiến Dũng. Quang Hải. Bùi Tiến Dũng. Lỗi rồi. Tiếp tục là Xuân Trường, cú tạt bóng vào trong. Đánh lên đâu. Wow. Một pha banh người đánh đầu của Hà Đức Trình. Pha xử lý này của Xuân Trường là rất bình tĩnh. Không biết là bóng đã chạm được cầu thủ nào của Uzbekistan hay chưa? Có lẽ là chưa. Quang Hải, Quang Hải, Đường Chuyên, lướt vào bóng Duy. Sinikov là người rời sân để nhường vị trí cho Sidorov. Đổ rất rõ ràng bởi chiều cao tốt cầu thủ này. Như vậy là Uzbekistan đã có bàn thắng. Và đó chính là người mới được tung vào sân. Rất đáng tiếc cho chúng ta. Đúng là những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Như vậy là ông Abubakar đã nổi còi kết thúc trận chung kết giải U23 châu Á. Và Uzbekistan là đội trở thành nhà vô địch của giải đấu năm nay. Nhưng với tất cả chúng ta, U23 Việt Nam vẫn là một nhà vô địch. Chắc chắn là như vậy. Xuân Trường cùng với các đồng đội đã chiến đấu tuyệt vời trong một trận đấu mà có quá nhiều nghịch cảnh dành cho cầu thủ U23 Việt Nam. Và một chút tiếc nuối nếu như chúng ta trụ vững được thêm một vài giây nữa thôi. Nhưng đó là bóng đá. Các cầu thủ sẽ rất mệt mỏi sau trận.